Hôm nay, gần 14.000 thí sinh tỉnh Hưng Yên dự thi hai môn ngữ văn và toán trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo ghi nhận, một số giáo viên và học sinh cho rằng đề thi hai môn ở mức độ cơ bản, bám sát chương trình đã được tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn có câu hỏi khó để phân loại thí sinh. 6 giờ sáng, rất nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Có hồi hộp, lo lắng, cũng có thoải mái, tự tin. Mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng, nhưng đều có một điểm chung. Đó là sự kỳ vọng về một kỳ thi an toàn, đúng quy chế và không xảy ra tiêu cực. Đối với một kỳ thi quan trọng như này thì các thầy cô nên làm đúng cái vai trò và trách nhiệm của mình để không có những cái trường hợp xấu nào xảy ra. Mình kỳ vọng là cái một cái kỳ thi quốc gia như thế này thì mang tính chất là nghiêm túc nhất để đảm bảo cái sự công bằng cho các con. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phòng chứa đồ của thí sinh ở điểm thi trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Tất cả các vật dụng cũng như tư trang của các em sẽ được bảo quản trong những cái hòm như thế này. Được quy định rõ theo từng phòng thi, có ổ khóa và sẽ do lực lượng an ninh cùng các em học sinh tình nguyện quản lý. Đây là một trong những biện pháp phòng chống tiêu cực gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cơ bản giữ ổn định như những năm trước. Phần lớn những đổi mới nhằm mục đích phòng chống gian lận tiêu cực trong thi cử. Vấn đề đảm bảo an toàn kỳ thi tiếp tục được đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tỉnh Hưng Yên cùng các đoàn kiểm tra nhấn mạnh khi tới kiểm tra công tác tổ chức thi. Đồng chí yêu cầu các điểm thi phải tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch và quy chế thi trong các buổi thi tiếp theo. Cán bộ làm nhiệm vụ thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn ngữ văn, môn duy nhất có hình thức thi tự luận. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán với hình thức trắc nghiệm. Đề thi bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi cả hai môn được đánh giá có cấu trúc ổn định như những năm trước, nên học sinh không cảm thấy bỡ ngỡ. Nhiều giáo viên và học sinh cho rằng đề thi ở mức độ cơ bản, bám sát chương trình đã được tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Trong đó, phần thi làm văn đề cập đến vấn đề trách nhiệm của tuổi trẻ và tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Yêu cầu vụ của câu hỏi làm văn nghị luận văn học thì có tính phân hóa. Và với câu hỏi này thì học sinh khá và học sinh giỏi sẽ phát huy được khả năng, phát huy được cái sở trường của mình. Với em học sinh nào mà học vẹt đây sẽ là một câu hỏi khó với các em. Thì môn văn hôm nay thì phần đọc hiểu hơi khó, còn phần làm văn thì gọi là bình thường ạ. Em thấy trong đề thì có tầm 30 câu là em cảm thấy nó vừa sức với bản thân mình, còn những câu còn lại thì em cảm thấy nó khó hơn cái mức sức mà em làm được đấy ạ. Kết thúc ngày thi đầu tiên, tỉnh Hưng Yên không ghi nhận cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 57 thí sinh không thi môn văn, 75 em vắng thi môn toán, trong đó có 5 thí sinh nhiễm COVID-19. Ngày mai, thí sinh sẽ dự thi môn ngoại ngữ, tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.